Chúng ta vẫn đang bắt người chặt. Xuân Trường đã bị phạm lỗi. Văn Thành. Tiếng chuyền của Xuân Trường. Công Phượng. Văn Thành. Đức Huy. Công Phượng. Chiều cao không tốt bằng đội bạn đã không cho phép cầu thủ chúng ta có thể thực hiện được những pha đánh đầu trong những tình huống bóng vừa qua. Văn Thành. Xuân Trường. Tuấn Anh. Mạnh Hùng. Đức Huy. Xuất xa. Vừa rồi Tuấn Anh đã thủ tài thủ môn đội bạn. Khoảng trống trước mặt Tuấn Anh là rất lớn. Và anh đã tung ra một pha kết thúc đầy quyết đoán. Vừa rồi cũng là một giải pháp hợp lý của Tuấn Anh. Tuấn Tài. Vẫn là Tuấn Tài có thể dứt điểm. Tuấn Tài dứt điểm hơi hiền. Vừa rồi thì thủ môn đội bạn cũng đã theo góc chính xác. Hàng tiền vệ của các tiểu vương quốc ở thứ nhất vẫn chơi không tốt. Tuyến giữa của đội bóng áo trắng vẫn không cầm được bóng. Bây giờ thì họ đang thực hiện điều chuyển dài. Cần phải rất cẩn trọng những pha nhồi bóng vào trong vòng cấm địa từ phía các cầu thủ U23 các tiểu vương quốc ở nhất. Những pha nhồi bóng như vậy sẽ rất dễ gây ra xáo trộn. Mubarak. Đội trưởng Musabe. Công Phượng. Công Phượng chuyền bóng hơi non. Rất tiếc đã có một tình huống phản lưới nhà. Đó là tình huống phản lưới nhà của Hoàng Lâm. Từ một tình huống chơi bóng bổng của đội bạn thì hậu vệ của chúng ta đã lúng túng phản lưới nhà. Quả là một điều hết sức đáng tiếc. Cú đánh đầu của Hoàng Lâm chẳng khác gì pha kết thúc của tiền đạo đội bạn. Và Văn Tiến đã không có cơ hội. Văn Tiến cũng rất ngỡ ngàng trước tình huống phản lưới nhà vừa rồi của đồng đội. Tỷ số đã được san bằng 1-1. Nếu hòa U23 Việt Nam thì U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ giành vé đi tiếp. Nỗi buồn của các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người đã đưa bóng vào bên phía đội bạn là Alak Berry. Trong những phút vừa qua thì bộ đôi Alak Berry và Al Hasmi
bên phía các tiểu vương quốc là nhất đã có nhiều pha phối hợp tấn công hơn. Trong tiếng vừa rồi, ở ngay phía sau Hoàng Lâm là Al Hasmi. Có lẽ vì vậy mà Hoàng Lâm đã lúng túng trong tình huống xử lý bóng, tình huống giải nguy và đã phản lưới nhà. Phút thứ 21 của hiệp 2, tỷ số là 1-1. U23 Việt Nam có sự thay đổi người, Hoàng Lâm rời sân để nhường chỗ cho Tiến Dũng. Ở trận đấu đầu tiên được ra sân trận này thì Hoàng Lâm đã phản lưới nhà, và đó là điều hết sức đáng tiếc đối với trung vệ của đồng tơ Long An. Văn Thanh, đường chuyền của Xuân Trường, Văn Thanh. Kỹ thuật của Tuấn Anh. Pha xử lý bóng đầy kỹ thuật đó thực sự đã làm nên sự khác biệt trước khi Tuấn Anh dứt điểm chính xác để mang về bàn thắng thứ hai. Chúng ta lại vươn lên dẫn trước, nhưng cũng cần phải tập trung hơn nữa cho khâu phòng ngự, tránh những sai sót. Vừa rồi đã có lỗi việt vị của đội bạn. Cố Phượng, lại là pha xử lý của Alak Berry, và lưới của U23 Việt Nam lại rung lên một lần nữa. Tỷ số là 2-2. Một bàn thắng đầy bất ngờ. Mạnh Hùng đã để cho Alak Berry vượt qua, và cầu thủ này khi phát hiện thấy bàn tiến lên hơi cao đã quyết định thực hiện một lộ bóng về phía khung thành của U23 Việt Nam. Không thể cứu thua trong pha bóng này. Văn Tiến đã nỗ lực lùi về. Trước khi bóng làm tung lưới của chúng ta thì bóng đã chạm vào cột dọc. Alak Berry đã san bằng tỷ số 2-2 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy là hai bàn thắng của đội bạn cho đến lúc này đều có dấu giày của Alak Berry. Ở bàn thắng đầu tiên thì Alak Berry cũng đã thực hiện một tình huống đưa bóng vào trong từ bên phía cánh phải, khiến cho Hoàng Lâm phản lưới. Và tình huống rồi thì anh đã trực tiếp ghi bàn. Chuyền của Đức Huy, làm một lần nữa chúng ta để cho đội bạn săn bằng được cách biệt. Bóng đã chạm tay Công Phượng trong tình huống vừa rồi.
là những tình huống mất tập trung ở hàng phòng ngự và U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Ở bàn thua thứ hai của chúng ta thì đội bạn đã tận dụng được sự dâng cao của Văn Tiến. Xuân Trường đã để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu ngày hôm nay với sự năng nổ, linh hoạt ở khu vực giữa sân cùng những đường truyền sắc sảo cho đồng đội. Trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Australia đã đạt tỷ số là 0-0. Mạnh Hùng đã phải nhận thêm thẻ vàng nữa. Mạnh Hùng đã cao chân trong tình huống vừa rồi